con váy nha. Mẫu này là mã 1, 2, 4, 50. Mẫu này là free size nha. Và nó có hai màu để các bạn lựa chọn luôn, là màu đen và màu da ha. Thì khi mình mặc màu đen thì mình mặc bên trong màu đen, thì lỡ khi mà gió thổi bay lên thì thấy nó lưng thun, co giãn, siêu co giãn luôn nha. Chất thun lụa mặc thì nó rất là mát luôn nè, mặc rất là mát. Và phần ren phía dưới co giãn cho mình luôn ha, co giãn. Cái phần đáy quần của nó là thiết kế như vậy nè, cái này là mặt trước cho nên mặt không sợ bị tét, và đường chỉ nó rất là chắc. Cái này là mình dục lực rất là mạnh luôn, đường chỉ nó may rất là kích đó. Quay gần cho các bạn xem ha, những mẫu quần như vậy là sắp về rất là nhiều đợt và bán rất là chạy, cứ bán liên tục cho nên thỉnh thoảng cũng phải lôi ra để giới thiệu lại cho các bạn ha, giới thiệu lại cho các bạn. Tại vì mã hàng của shop rất là nhiều luôn, nhiều khi bài viết thì nó cứ trôi bài, thì nhiều khi khách hàng không biết là ở shop có bán quần mặc trong váy lại biết sai nha. Đó, hôm nay là giới thiệu thêm cho các bạn ha. Hàng là hàng chất tốt, 95% là cô tông luôn, cho nên các bạn mua hàng là yên tâm ha. Và giá cực kỳ yêu, giá chỉ có 100.000, có hai màu, màu da và màu đen nha. Cái form này là free size ha, mình 54kg, còn bụng đến 80 mình mặc, mình lại thích mặc những cái vậy, nó rộng rãi thoải mái ha. Còn các bạn nào mà đùi to hơn mình mặc cũng ok nha, nó co giãn và nó cũng không có cuộn lên ha. Cái loại này nó không bị cuộn lên, cho nên các bạn không ngại lo là nó cuộn lên là phải dọn nhà vệ sinh là kéo lại chỉnh sửa, không cần lo cái vấn đề đó ha. Giá 100.000 và hai màu da đen